3 đã đi qua được phân nửa chặng đường rồi. Và điểm số hiện tại là đội Vị Thanh đang dẫn trước với điểm số là 8-7. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 9-7. Nhắc lại đây là giải bóng chuyền thuê nữ chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024, đơn vị đăng cai tổ chức là Ủy ban Nhân dân phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đây là trận đấu bóng chuyền giữa hai đội nữ trường trung học Phổ thông Vị Thanh và trường tiểu học Nguyễn Duy Phong. Trường tiểu học Nguyễn Duy Phong là cái đội đối diện với màn hình các bạn vừa xem, áo màu vàng, còn đội mặc áo màu xanh dương bên kia là đội trường Vị Thanh. Tập bóng tốt, điểm cho trường tiểu học Nguyễn Duy Phong 8-9. Lưới điểm cho trường Vị Thanh 18. Ok, xin lỗi gì các bạn, thì bây giờ mình bấm quay cái nửa set đầu của nửa set đầu của set 3. Nhưng mà mình quên bấm quay, thành ra là mình bỏ phần nửa của set 3. Rất tiếc. Hy vọng mọi người cùng thông cảm. Điểm cho Nguyễn Thị Phòng 9-10. Chỉ số này nghe cay cay cấn quá ha. Kim Ý à. Điểm cho Vị Thanh với tỷ số là 11-9. Điểm cho Nguyễn Việt Hồng 10-11. Không qua lưới điểm cho trường Vị Thanh 12-10. Đập bóng ngoài điểm cho trường trung học Phổ thông Vị Thanh 13-10.
bóng không qua lưới, điểm cho Mỹ Thanh 14-10. Nguyễn Việt Hồng 11-14. Bỏ lỡ tốt. Điểm cho 15-11. Cuối cùng thì đội trường trung học Phổ thông Kỳ Thanh đã giành chiến thắng. Xin cảm ơn và xin đồng kính chào. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau.